lò thuốc. Có thể ví sự tu hành của chúng ta với một lò thuốc mà thầy thuốc phát cho bệnh nhân, thuốc chữa bệnh của cơ thể. Nếu không uống thuốc mà chỉ đọc cách dùng ghi trên lọ thuốc, thì dầu có đọc hàng trăm lần lời chỉ dẫn, bệnh nhân cũng không lành bệnh và vĩnh viễn không hưởng được chút lợi lộc nào do thuốc đem lại. Thấy không khỏi bệnh, bệnh nhân có thể oán trách thầy thuốc thiếu năng lực hoặc lọ thuốc chẳng có chút tác dụng nào. Bệnh nhân chẳng hề biết rằng mình chỉ xem xét chai thuốc và đọc cách dùng mà không chịu uống theo lời chỉ dẫn của thầy thuốc. Nếu bệnh nhân biết tuân theo lời chỉ dẫn và uống thuốc đều đặn thì đã khỏi bệnh rồi. Giáo pháp của Đức Phật chữa bệnh tâm và đưa tâm về trạng thái khỏe mạnh tự nhiên. Đức Phật là bác sĩ chữa tâm bệnh của chúng sinh, và Phật pháp là lương dược để trị bệnh phiền não. Chúng ta mỗi người đều có tâm bệnh, vậy hãy mau mau tìm về nương tựa nơi Phật pháp.